Em chào các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Sĩ Hải Phòng. Hôm nay là ngày 9 tháng 2 năm 2021. Như các bác đã biết là thời tiết mấy hôm nay bắt đầu nó lại trở lạnh. Những cái đợt lạnh này nó cũng không quá là lạnh lắm và cũng không dài ngày. Và ngoài trời chỗ em hôm nay hiện tại là đang mưa khá là to. Và nhiệt độ bây giờ đang xuống khoảng 13 độ C. Công việc cấp thiết để cho cô chú anh chị nhà mình hiện tại bây giờ là tránh rét cho những cái mầm gốc mới lên. Vậy thì ta tránh rét cho những cái mầm mới lên này bằng những cái phương án nào? Thì cô chú anh chị là cũng đang rất là lăn tăn về vấn đề này. Thì những cái cây của em thì bây giờ mầm gốc nó đang lên rất là đẹp như này rồi, mà lỡ ngỡ không tránh cho nó thì nó sẽ thắt gọn và nó sẽ lù ra, gây ra tình trạng là mầm bị chai. Như cô chú chị đã biết là mình lại phải khắc phục, nó rất là mất thời gian và mất đi cái hiệu quả công sức của mình làm bấy lâu. Vậy bây giờ mình sẽ phải tránh rét cho nó như thế nào? Em sẽ làm một cái clip ngắn ngắn thôi. Cô chú anh chị có thể là có rất nhiều cách để mình tránh cho nó khỏi cái đợt rét này. Thì em thì cũng không có một cái phòng vượt đông hay là có những cái gì nó cao siêu cả. Em sẽ dùng cái phương pháp đơn giản nhất mà cô chú chị cũng có thể dùng, là mình sẽ phải lấy cây bông này, mình phủ kín cái mầm đi để cho nó giữ ấm cho cây. Đây là cái cách thứ nhất, là mình lấy bông này nhá. Cô chú chị có thể là ra tiệm bông hoặc là mình lấy cái giấy ăn đấy, mình phủ toàn bộ cái gốc này đi để gió nó đỡ vào. Phương án thứ hai cô chú chị có thể là làm, đó là mình lấy một cái túi ni lông. Để em tìm một cái túi ni lông. Trời hôm nay cũng khá là lạnh, Hải Phòng chú em hôm nay lạnh và đang mưa rất là to, mưa từ 12 giờ đêm hôm qua. Và mình có thể lấy một cái túi ni lông, mình sẽ cho cái cây vào. Đấy, cho cây vào như vậy, xong rồi mình buộc vào như này là được, để cho nó hạn chế cái gió nó vào, hạn chế cái rét vào. Cái này nó vẫn cứ lấy được ánh sáng và vẫn quang hợp. Cô chú anh chị có thể là chọn một trong hai phương án để mình làm. Đấy, để cho những cái mầm lo mới nhú như này mà nó rét quá nó lại lùa ra ở đây thì hơi phí. Mọi người lưu ý xử lý cho em những cái cây mà nó đã lên mầm như vậy rồi, mình nên tránh cho nó được cái qua mấy cái đợt rét này để nó phát triển. Rồi, video em xin kết thúc ở đây. Em mọi người xem video nhớ cho em xin một like, một nút chia sẻ, nhớ đăng ký kênh để mọi người cùng biết đến nhé, để kênh em ngày càng phát triển. Em xin chân thành cảm ơn.